Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ba Hí TV. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn thực hiện cái món ăn đó là mắm kho nha các bạn. Thì nguyên liệu chính của mình thì gồm có đây là cái rô đồng với thịt ba gọi mình đã rửa sạch rồi mình sắc sẵn rồi ha. Rồi hai trái khổ qua, một trái cà tím. Rồi rau ăn kèm thì mình ăn ở đây là chuối chát nè, chuối sống á, với cù nèo, rồi hành băm, tỏi băm nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ sơ chế những cái nguyên liệu này trước rồi mình mới bắt đầu mình nấu ha. Thì cá gì cái thịt mình đã rửa sạch mình để sẵn rồi, bây giờ mình sẽ sắc khổ qua. Mình sắc khúc khúc như thế này nha các bạn. Mình sắc khúc to to tí, mình sắc nhỏ quá thì hồi mình nấu nó sẽ gục hết. Thì một trái khổ qua như thế này mình sắc khoảng là 4 đến 5 miếng là được rồi ha. Do mình có hai trái rồi mình có 4 miếng rồi mình sắc cũng hơi nhanh. Đây. Cái bước này cũng nhanh lắm các bạn. Giờ mấy cái nguyên liệu này mình cũng dễ làm. Rồi sau khi mình sắt khổ qua xong thì cái cà tím mình cũng sắt luôn ha. Mình sắt khúc khúc, mình cảm thấy nó vừa như thế này là mình rồi mình sắt ra là làm tư. Một cái khúc cà gì đó là mình sắt ra làm tư nha. Đó. Cà tím thì mình mua về mình rửa sạch rồi mình sắt mình gọt bỏ vỏ bớt như giống như thế này nè. Gọt giống như dưa leo vậy đó. Đó, rồi một khúc cà gì đó là mình sẽ sắc làm tư nha. Thì ăn mắm mà có khổ qua với cà tím là nó mới ngon nha các bạn. Mình kho không thì nó không có được ngon cho mấy. Rồi như vậy là mình đã vừa sắc khổ qua với cà tím xong rồi này các bạn. Đó. Rồi rau mình cũng bắt đầu mình sơ chế cái đồ ăn kèm trước luôn. Đây là rau cù nèo mình đã rửa sạch hết rồi. Đây chuối chát mình cũng sắc luôn, mình sắc miếng xéo xéo như thế này vừa ăn ha. Sắc sẵn rồi mình chỉ là đem ra thưởng thức thôi. Do nhà mình ít người nên mình chỉ ăn khoảng 3 trái chuối chát thôi. Chuối này là chuối già cua các bạn. Khi mà mình gọt thì mình tước cái vỏ thì ăn sẽ ngon hơn. Thì có bạn là không ăn vỏ được thì mình có thể mình lọc bỏ cái vỏ luôn cũng được. Rồi tiếp theo mình sẽ đi nấu cái mắm á các bạn. Mình nấu khoảng 100 gram mắm ấy, mình bỏ nước vào rồi mình nấu để cho nó gã cái thịt mắm ra. Nhà bạn nào nhiều thì mình có thể kho 200 gram cũng được. Nhà mình ít thì mình tính nấu cái nồi nhỏ mình nấu 100 gram mà. Rồi sau khi mắm mà mình nấu nó xong á thì mình sẽ đem đi lượt nha, lượt cho ba cái thịt nó gã ra hết nha các bạn. Mình sẽ dùng một cái lược á, rồi mình bỏ mắm ra rồi mình dầm lên cho thịt nó nát ra hết rồi nó mới tan vào trong cái nước được. Chứ mắm mà các bạn không lược á thì ăn nó sương không thì nó dễ bắt cổ chứ nó không được ngon ha. Đây là mình dầm cái thịt ra là nó gã gã trơn nè các bạn thấy không. Đó. Cái bước này cũng rất là quan trọng ha, mình lược nó cho kỹ nha các bạn. Để mà nó có xương mình ăn nhiều khi mình không có cẩn thận mình nhai luôn đó, nó đâm trong họng mình đó. Rồi bây giờ mình đã lược mắm xong rồi này các bạn. Đây là cái nồi mắm các bạn không thấy nó nhìn nó kẹo cái màu của nó hấp dẫn không? Rồi sau khi lượt mắm xong rồi mình sẽ tiến hành mình nấu ha. Mình đầu tiên mình sẽ bắt cái nồi lên trên bếp. Mình bật lửa lớn lên đi để cho cái nồi nó nóng nha các bạn. Cho cái nồi nóng trước một tí. Rồi sau đó mình sẽ cho dầu vào. Rồi sau khi dầu mà nó sôi á, mình sẽ cho củ hành băm với tỏi băm vào nha các bạn. Rồi mình đảo đều để cho nó thấm, cho nó thơm cái gia vị này trước ha. Rồi mình cứ để gì đó để cho nó vàng nha. Mình đảo đều để cho nó thơm các bạn.
Rồi sau khi mà cái tỏi băm với hành băm của mình mà nó vàng rồi á, mình sẽ cho cái mắm hồi nãy vào, cái mắm hồi nãy mình lượt rồi nè các bạn. Đó. Cho cái nước mắm vào trước ha. Thì mình cứ bắt lửa lớn bình thường nha. Rồi mình cho một ít nước vào nữa nha các bạn. Tại vì cái mắm không thì nó ít nước lắm, nó không có đủ để ngập hết các nguyên liệu của mình á. Với lại nó ít quá thì mình kho nó bị khét. Mình cho vào một ít nước ha. Rồi mình sẽ bắt lửa lớn cho nó sôi lên. Và bây giờ nồi mắm của mình nó sôi này các bạn. Sau khi sôi mình sẽ tiến hành mình cho cái cá với thịt vào á. Này cá rô với thịt ba gỏi nha, mình cho vào mình nấu trước. Rồi mình đảo đều cho nó ngập hết cá với thịt nha, thì nó mới chín nha các bạn, nó mới thấm, nó mới ngon. Thì cái bước này mình bắt lửa lớn lớn một chút để cho nó mau sôi. Đây cái món ăn của mình nó cũng gần sôi nữa các bạn thấy không? Nó lên tim nó sôi này nè. Rồi các bạn cứ nấu lửa lớn bình thường nha. Mắm á, thì mình ăn kèm với rau sống là hết sảy. Đúng ra là mình phải có rau đắng rồi các bạn. Mình chấm là ngon lắm ha. Đây, nồi mắm mình nó đã sôi dữ rồi. Khi nó sôi các bạn nhớ hết bỏ bớt những cái bọt ra nha các bạn. Đây bọt nè. Quá trời bọt nữa. Mình hết bỏ bớt nha. Những cái bọt này là những cái của cá, của thịt rồi đó. Nó nổi lên nó mình vớt mình bỏ nha các bạn. Cái nồi mắm kho mà ăn với rau đồng là còn gì bằng nữa. Cái món này thì người dân miền Tây hầu như ai cũng biết nấu vậy các bạn. Ăn thì rất ngon, đậm đà cái hương vị đồng quê. Lâu lâu mà không ăn là mình thấy nó thèm, mình thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Nhà mình là món này là trong thực đơn nha. Bây giờ mình tiến hành mình nêm nha các bạn. Mình sẽ nêm vào 2 cái muỗng đường. Thì do là mắm là nó mặn sẵn rồi cho nên mình không có nêm muối nữa nha các bạn. Các bạn mà nêm muối là nó mặn mình ăn không có được. Mình chỉ nêm bột ngọt với đường thôi. Mà nêm bột ngọt mình cũng nêm ít nữa, nhà mình ăn ít bột ngọt lắm. Rồi các bạn thấy là cá với thịt nó chín rồi nè, nó nổi lên hết trơn nè, thấy không? Rồi sau khi mà cá rô với mà thịt ba gọi của mình chín thì mình sẽ cho cái cà tím với khổ qua vào luôn nha các bạn. Rồi mình cho vào mình sẽ rải đều ra để cho nó ngập, để cho nó chín nha. Mình cho khổ qua với cà tím vào khoảng 5 phút là mình nhắc được rồi. Mình mà nấu quá lâu quá thì nó sẽ gục gã, nó sẽ không được ngon nha các bạn. Mình bắt lửa lớn để cho nó mau sôi, nó mau chín nha. Rồi sau khi mà cái nồi mắm mình nó sôi á, thì khổ qua đời với cà tím rồi nó đã chín rồi nè các bạn. Thì cái món ăn của mình thì tới đây cũng đã hoàn thành rồi nha. Rồi rất cảm ơn quý vị và các bạn nãy giờ đã theo dõi. Rồi chúc các bạn có nấu món ăn này thì sẽ thành công nha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.